Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Lightroom để mà mình sử dụng Photoshop Camera Raw để mà convert cái preset của Lightroom để biến nó, chuyển nó trở thành cái preset của Camera Raw. Bởi vì mình cảm thấy hình như preset cho Lightroom nó nhiều hơn thì phải. Người ta thường là xài preset cho Lightroom thì nhiều hơn, còn Camera Raw nó ít quá. Thì sáng nay có một bạn hỏi mình làm sao để mà chuyển cái preset cho Lightroom để chuyển thành Camera Raw, để xài cho Camera Raw được á. Thì mình mày mò, bắt đầu mình mới suy nghĩ làm sao. Thì cái tự nhiên mình nghĩ ra trong cả hai cái này á, nó có một cái định dạng raw, tức là nó lưu trữ lại những cái thông thường, những cái định dạng raw á, thì nó lưu trữ lại thông tin, nghĩa là nếu mình khi mà mình bấm chụp á, thì bao nhiêu thông tin chỉnh sửa hay là cái gì trên máy nó còn nguyên. Tức là trong cái ví dụ như trong camera cái file CR2 này chẳng hạn, mình chỉnh như thế nào á, khi là mình tắt đi nó vẫn còn nguyên như vậy. Thì nhưng mà vấn đề á, là khi mình export ở đây á, thì nó không có cái định dạng CR2 hay là NEP, ví dụ CR2 của Canon hay là NEP của Nikon, cho nên là mình không có lưu được. Nhưng mà ngoài hai định dạng ra còn một cái định dạng RAW khác mà nó viết tắt của từ Digital Negative Graphic, DNG, viết tắt là DNG. Thì đây là một cái định dạng RAW thường là xài trên Leica á, mấy cái máy Leica này nọ người ta hay xài cái này. Cái lợi của cái này, cái định dạng RAW này á, là có thể view bằng, có thể xem á, có thể xem bằng bất kỳ cái trình duyệt ảnh nào đó, thì nó lợi hơn so với CR2 hay là NEP hay là những cái định dạng RAW của những hãng khác, Sony chẳng hạn. Thì DNG là một cái, cũng là một định dạng RAW, tức là nó có thể lưu trữ lại cái thông tin mình chỉnh sửa ở đây, cái thông tin mình chỉnh sửa ở đây nó còn lưu giữ lại được hết. Thì sau khi mình có cái này rồi, mình chuyển sang Camera Raw, nó cũng có một chức năng in kiểu lưu preset này lại. Thì mình sẽ lợi dụng cái điều đấy để mình tạo cái preset, tức là convert cái preset của Lightroom, mình add ở đây sang cái đấy. Thì ở đây như cái hình này đi, mình sẽ sử dụng cái preset mình vừa làm này, trong sáng là chẳng hạn đó, click vào cái ra vầy. Thì khi mình tắt thấy gớm quá, chỉnh lại đi đã. Ok. Thì ở đây á, mặc định của preset á, thì tức là nó chỉ lưu lại những cái thông số mình đã kéo ở đây thôi, chứ không phải là gì ghê gớm hết, chỉ lưu lại thông số, ví dụ như contrast 12, nó lưu lại là contrast 12 thế thôi. Giờ mình click vào những cái khác thì nó cũng đẩy cái contrast 12. Đó, thì ít là nó sẽ lưu lại những cái thông số như vậy. Thì bây giờ mình sẽ bấm export nha. Export ở đây, hoặc là export to DNG này cũng được, mà ví dụ đây đi. Thì khi mà mình chuyển sang ở đây, mặc định JPEG đi, mình chuyển sang là DNG nè, thì nó sẽ hỏi mình lưu lại để mà hỗ trợ những cái loại camera RAW nào. Thì nó hỏi, thì mình sẽ mặc định mình sử dụng luôn camera RAW 7.1 là hơn. Thì nó hỗ trợ cho mình nhiều cái định dạng giống tương xứng với cái này nhất. Còn nếu như mình để 2.4 á thì nó cũng được, nhưng mà nó lại để mặc định là một cái chức năng, một cái đâu rồi, cái gì đó, đây nè, cái process này, cái quá trình lưu á, thì nó lại là một cái cách hiển thị thông số khác, cho nên là nó sẽ không áp dụng được. Mặc định mình cứ để là 7.1 trở lên ha. Rồi, mặc định là mình cứ để 7.1 á. Export. Rồi, DNG. Rồi, những cái dưới này không cần quan tâm. Và mình sẽ tìm cái chỗ để lưu, ví dụ mình đây chọn desktop ha. Export này. Thì trong lúc chờ export nó ra đây. Rồi xong. Thì ở trong cái file này á, thì nó đã có
lưu giữ tất cả những cái thông số mình chỉnh sửa trên chỉnh sửa bằng Lightroom rồi. Thì khi mình sẽ mở nó lên bằng Photoshop này. Thì bởi vì nó là định dạng RAW cho nên Photoshop nó tự động mà nó bật luôn cái camera RAW ra. Thì đây, đây nha, contrast ha, 12 ha. Đó, tức là những cái thông số mình chỉnh bên kia còn nguyên ở đây. Mình chưa có chỉnh lại gì hết. Thì ở đây mình sẽ bấm bên này và chọn phía dưới này, các cái dưới nhà new new preset này. Bấm vào đây nó sẽ hỏi mình muốn lưu cái gì. Mình mặc định là mình cứ lưu hết những cái thông số chỉnh sửa bên kia đi và đặt tên cho nó. Ví dụ như là cái gì, màu là cái màu gì ta, màu Hàn Quốc hả? Rồi, màu Hàn Quốc. Click OK và mình đã có cái preset màu Hàn Quốc. Vậy thôi, tức là mình đã chuyển từ những cái chuyển từ những cái preset của Lightroom thành preset của Camera Raw ha. Ví dụ tìm một cái hình khác đi, hình này chẳng hạn. Mình sẽ sang cái preset ha và click đây, màu Hàn Quốc và chờ xong thì cái thông số nó sẽ giữ nguyên này. Bây giờ mình chỉnh lại làm sao để cho nó phù hợp thôi, như cái này không phù hợp lắm với cái preset này. Rồi xong, vậy thôi, đơn giản là như vậy thôi. Rồi giờ muốn export cái này ra tương tự như hồi nãy thôi. Ví dụ như là các bạn muốn làm ngược lại chẳng hạn, các bạn đang có preset của Camera Raw, bây giờ muốn chuyển sang Lightroom thì các bạn cũng sẽ export, cũng tìm mở đại một cái hình nào đấy lên ha và click và chọn một cái preset đấy. Cái preset mà bạn muốn convert sang á thì bạn bấm Save Image ngay phía dưới này ha và chọn cái định dạng xuất ra là DNG và ở dưới này tương tự y chang thôi và click save là chờ nó lưu lại và các bạn sẽ có cái file DNG chứa những cái thông số của cái preset mà các bạn đang muốn convert đấy ở trong cái thư mục mà bạn vừa mới lưu đấy ha. Cũng mở cái đấy lên, import vào Lightroom và cũng lưu lại cái preset tương tự. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này, các bạn có thể vui lòng like và share giúp mình ha. Xin cảm ơn.